Bắt đầu các anh chị ha. Hôm nay tôi sẽ dạy về cái bài thay lạc chỗ. Thì đây là một cái hình tôi lấy từ một cuốn sách Trường Đoán Hình Ảnh của Pháp. Thì cái này là hình ảnh mà trước khi có cái ngành Trường Đoán Hình Ảnh nó phát triển, tức là hồi đó chưa có siêu âm. Chủ yếu cái phương tiện chẩn đoán duy nhất là mình chỉ có cái X-quang vi ước, cho nên rằng là có rất là nhiều cái bệnh lý cấp tính mà người ta đưa đến tử vong và người ta không cứu kịp. Thì trong năm cái nguyên nhân mà hàng đầu gây tử vong cái thời trước đó, thì cái thứ nhất là cái thai ngoài tử cung, cái thứ hai là viêm tụy cấp, cái thứ ba là thiếu máu ống tiêu hóa, cái thứ tư nhồi máu cơ tim, và cái thứ năm là phình động mạch chủ. Đây là cái thời trước thôi, còn nếu bây giờ mà người ta làm lại cái những cái nguyên nhân hàng đầu thì tôi nghĩ là nó phải khác, chứ nó không phải là như thế này. Đây là một cái hình ảnh một cái thai lạc chỗ, nó nằm ở cái vòi trứng ở bên trái và nó chưa vỡ. Cái này người ta chụp qua nội soi, cái phẫu thuật nội soi, thì đây là cái đại tràng sigma đi xuống, đây là cái vòi trứng bên trái. Còn đây là một cái thai ngoài ở vòi trứng nó bị vỡ. Thì như vậy thì về thuật ngữ thì mình sẽ có một số cái thuật ngữ. Ví dụ như là người Pháp thì người ta hay dùng cái từ là grossesse extrauterine, hoặc là người ta hay đọc tắt là GU đó. Thì cái này thì nếu mà dịch ra tiếng Việt thì mình phải dịch là thai ngoài tử cung. Còn người Anh Mỹ thì người ta dùng cái chữ ectopic pregnancy, thì nếu mình dịch ra thì dịch đó là thai lạc chỗ. Thế thì bây giờ thai lạc chỗ nó nằm vị trí như thế nào? Thì người ta thấy rằng là 95% trường hợp thì cái thai lạc chỗ nó nằm ở cái đoạn vòi trứng, cái từ đoạn kẽ cho đến cái đoạn bóng, đoạn phễu, đoạn eo, đoạn loa vòi, tức là nói chung là nó nằm quanh quẩn ở cái vòi trứng hai bên. Cái xác suất nó lên đến 95%. Còn một số rất ít thì nó sẽ nằm ở vị trí nào? Một trong những cái mà bây giờ mình hay gặp, tức là nó nằm ở ngay cái sẹo mổ lấy thai. Rồi một số ít thì nó nằm ở trong ổ bụng, một số ít nó nằm ngay ở trên cái buồng trứng. Hiếm lắm, hiếm khi nó nằm buồng trứng lắm, trong ổ bụng và trong buồng trứng rất là hiếm. Rồi thì người ta có đề cập đến, tức là người ta một cái sản phụ không có tiền căn mổ bắt con nhưng mà vẫn có thai nó nằm ở ngay cái kênh cổ, thì lúc đó người ta nói là thai nó nằm ở cổ tử cung. Rồi nó có cái trường hợp là nó vừa thai trong mà vừa thai ngoài, thì lúc đó nó gọi là heterotopic, cái này cũng rất hiếm gặp. Và gần đây thì người ta đề cập đến một cái thể nữa gọi là intramural. Cái này cũng không giải thích được cái cơ chế, giống như là nếu mà nói cơ chế thì có lẽ là mình dùng cái cơ chế mà lạc nội mạc tử cung đó. Cái gì hình dung được không? Là bởi vì cái nội mạc tử cung đôi khi nó nằm ngay trong cơ tử cung, nó làm lạc nội mạc trong cơ, cho nên gần đây cái tần suất mà nó nằm ở trong cơ như thế này á, thì cho đến giờ y văn người ta đếm trên đầu ngón tay những cái ca người ta thấy. Rồi như vậy thì nó có những cái mà nếu mình dùng thai ngoài thì nó cũng không ổn lắm. Tôi nói ví dụ như cái thai nó nằm ngay cái sẹo mổ, cái thai nó nằm trong cơ, nằm ngay trên cổ, thì dùng cái từ thai ngoài thì theo tôi là tôi không có thích. Đó, về bản thân tôi không thích. Cho nên là tôi chính thức cái bài của tôi dùng là cái thai lạc chỗ, chứ tôi không dùng từ thai ngoài. Tức là nó nằm không có đúng chỗ của nó. Rồi như vậy thì bây giờ tôi sẽ đề cập đến cái bài thai lạc chỗ. Thì vào thập niên 70 á, thì cái tần suất tử vong rất là cao. 50% bệnh nhân khi mà được chẩn đoán là đang ở trong cái tình trạng sốc mất máu. Ngày nay thì tốt hơn, bởi vì cái siêu âm mình có siêu âm, mà siêu âm nó độ phân giải cao. Khi mình làm qua ngã âm đạo, mình có cái xét nghiệm beta HCG hỗ trợ. Cho nên cái thai lạc chỗ thường được chẩn đoán sớm hoặc là kịp thời.
Tuy nhiên, một cái thống kê đăng trên cái tạp chí về siêu âm sản phụ khoa năm 2016 thì tại ngay tại Vương quốc Anh thì cái tỷ lệ tử vong của do thai lạc chỗ thì vẫn còn là 3.4%, tức là sản phụ vẫn chết vì cái thai lạc chỗ, mà chết đa phần vì không cấp cứu kịp, tức là nó vỡ ra xuất huyết và không có cấp cứu kịp, đa phần là như vậy. Những cái yếu tố mà nguy cơ là gì? Đã từng bị thai lạc chỗ, tức là cái người sản phụ đó đã một lần bị thai lạc chỗ ở bên phải, đúng không? Thì có thể sau này sẽ bị ở bên trái. Cái thứ hai là đã có phẫu thuật vòi trứng, tức là sản phụ đó trước đây đã vì bán tắc vòi trứng người ta phẫu thuật thông vòi, hoặc là bệnh nhân có một cái thai lạc chỗ ở vòi trứng rồi người ta phẫu thuật bảo tồn, đúng không? Thì sau này thì có nguy cơ sẽ bị thai lạc chỗ lại. Cái tiền sử đau bụng tránh thai, tiền sử bị viêm nhiễm buồng chậu, hai cái này nó gắn liền với nhau. Cái vòng tránh thai, cái cơ chế đặt vòng tránh thai thì nó làm như thế nào để đưa đến cái thai lạc chỗ, trước tôi có giải thích cho các anh chị rồi. Cái thai thì nó làm tổ ở trong tử cung cái gì, nhưng mà trước khi nó làm tổ trong tử cung thì nó thụ thai ở đâu các anh chị? Ở cái loa vòi. Rồi cái hợp tử nó mới di chuyển vào trong lòng tử cung, nó làm tổ, đúng không? Thì khi mà nó di chuyển vô thì nếu mà có một cái viêm nhiễm ở vòi trứng mà nó gây bán tắc thì nó đến cái chỗ bán tắc nó dừng lại, nó không có vô được nữa. Hình dung không? Tức là khi một con tinh trùng thì nó dễ dàng nó chạy qua cái chỗ bán tắc để nó ra cái vòi, loa vòi để nó thụ thai. Nhưng mà khi nó thành hợp tử thì nó cứ nhân đôi, nhân 8, nhân 16, nhân lên, thì khi mà nó đến cái loa vòi là nó lớn, kích thước nó lớn, nó bị dừng lại. Đó. Cái nguyên nhân thứ hai của cái vòng tránh thai á, tức là cái cơ chế tránh thai của cái vòng á, tức là nó sẽ co bóp liên tục để không cho cái thai nó làm tổ trong tử cung. Thì nhiều khi cái co bóp của nó là không cho cái thai từ loa vòi nó lọt vào trong buồng tử cung nó làm tổ. Cái gì hình dung được không? Đó, thì nó làm tăng cái nguy cơ thai lạc chỗ. Tử cung bị bất thường bẩm sinh, có một số cái bất thường bẩm sinh, ví dụ như là nó tử cung mà nó gọi là yêu cực nơi uterus rồi nó lại còn một cái sừng sơ khai thì có khi là sẽ bị cái thai lạc chỗ ngay cái sừng sơ khai đó. Những cái người vô sinh, tiền sử hút thuốc lá, lạc nội mạc tử cung, sử dụng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, tiền sử phẫu thuật vùng chậu hoặc là vùng bụng. Rồi. Về tiêu chuẩn chẩn đoán thì như thế nào? Nếu mình làm qua siêu âm qua ngã bụng mà không thấy túi thai cộng với một cái beta HCG, tức là mình phải xét nghiệm thử beta HCG chứ không phải dùng que cái gì ha. Dùng que nó là định tính thôi chứ nó không có định lượng. Thì cái beta nó trên 6.500 đơn vị ml thì lúc đó mình phải nghĩ đến là thai lạc chỗ, hoặc là mình siêu âm qua ngã âm đạo không có thấy túi thai cộng với một cái beta trên 1.500, đúng không? Ngày xưa tiêu chuẩn khoảng 1.000, bây giờ người ta dùng 1.500 là cái chỉ điểm tốt nhất cho thai lạc chỗ ở trong 87% trường hợp. Rồi cái thứ hai nữa là người ta dựa vào cái sự thay đổi, cái sự mà gia tăng của beta HCG. Bình thường cái beta này nó sẽ gia tăng gấp 2 lần sau 48 giờ, thì nếu mà sau 48 giờ nó chỉ tăng dưới 50% không tăng thì coi chừng là thai lạc chỗ. Điều này có nghĩa là bệnh nhân vô mình nghi ngờ thai lạc chỗ, mình có một cái xét nghiệm beta ngày hôm nay, rồi 48 tiếng sau mình thử lại, thì bình thường nếu mà thai trong tử cung thì thường nó sẽ gia tăng gấp đôi, đúng không? Mà nó gia tăng dưới 50% hoặc không tăng thì coi chừng là thai lạc chỗ. Và như vậy thì rõ ràng là người ta phải đề cập đến lâm sàng, đề cập đến cái beta HCG là bởi vì thai lạc chỗ luôn luôn mà là một cái chẩn đoán khó, cho nên phải kết hợp giữa lâm sàng, xét nghiệm và siêu âm để cho ra cái kết quả chẩn đoán tốt nhất. Cái lạc chỗ nhiều nhất là nó nằm ở cái vòi trứng, vậy thì mình sẽ học cái phần này rất kỹ. Đầu tiên rằng là cái gì thấy đây là một cái thai lạc chỗ nó nằm ở trong cái vòi trứng. Trên cái hình vẽ thì mình thấy nó như thế này.
Nhưng mà nếu mình bổ nhọc ra thì nó rất là giống như nằm ở trong lòng tử cung, bởi vì cái gì, thấy đây là cái lòng của vòi trứng nè, nhưng mà chưa. Và như vậy thì cái thai là chỗ này nó làm tổ ở một phía bên nội mạc của cái vòi trứng, nhưng nó, cái vòi trứng này nó cũng có nội mạc, đúng không? Và như vậy cái thai nó sẽ làm tổ ở một bên. Và cái vòi trứng thì các anh chị biết nó rất là mỏng, cho nên rằng là nó sẽ không chứa được cái túi thai lâu, đúng không? Và khi nó không chứa được nó vỡ ra, mà các anh chị biết rồi, có thai thì nó sẽ rất là giàu túi máu, đó. Khi nó vỡ ra thì thường là sẽ rất là khó cứu. Bây giờ mình sẽ có những cái hình ảnh. Đầu tiên là cái hình ảnh gián tiếp là có thể có nang màng rụt, nó gọi là deciduocyte. Cái nang này nó nằm ở trên nội mạc tử cung. Cái nội mạc tử cung thường là nó không có phản ứng đầy đủ, nó dưới 8 mm, nhỏ hơn hoặc bằng 8 mm, và có thể có ít dịch trong lòng tử cung. Thì chính cái dịch này nó tạo thành cái túi thai giả, mà đôi khi mình lầm là túi thai thật, mình sẽ bỏ sót cái thai ngoài tử cung. Cái gì hình dung đâu, mình nói cái túi thai nằm trong tử cung rồi, mình đâu có đi tìm ở ngoài nữa. Đó. Rồi. À, trong một cái nghiên cứu, người ta thấy rằng là nếu mà cái thai nó nằm trong tử cung thì bề dày nội mạc trung bình nó lớn hơn cái thai ở những trường hợp bị thai lạc chỗ hoặc là sảy thai tiên phát. Tức là người ta thấy nếu cái thai nó nằm trong tử cung thì bề dày nội mạc trung bình khoảng chừng 13 mm, đúng không? Còn những cái thai lạc chỗ thì cái nội mạc trung bình cỡ chừng 6 mm, còn sảy thai tiên phát thì nội mạc cỡ chừng 9 mm. Đó. Như vậy thì một cái nội mạc tử cung có bề dày nhỏ hơn hoặc bằng 8 mm, nó liên kết với thai nghén bất thường trong 97% trường hợp, đúng không? Như vậy thì nói nôm na, nếu có thai thì cái nội mạc nó phải phản ứng dày đủ để cho thai làm tổ. Còn nếu mà người ta đến với mình nghi ngờ có thai mà cái nội mạc nó nhỏ hơn hoặc bằng 8 mm là coi chừng một cái kỳ thai nghén bất thường, hoặc là một cái sảy thai tiên phát, hoặc là một cái thai lạc chỗ. À, đây là cái deciduocyte, đây là cái nang màng rụt. Tức là trong cái nội mạc tử cung mình thấy nó có những cái cấu trúc nang rất là nhỏ, nó gọi là nang màng rụt. Còn đây là cái dịch nó ứ đọng trong lòng tử cung. Mình đó, cái gì thấy cái nội mạc này nó tách ra và dịch này nó có hồi âm, thì thường cái dịch này nó có máu ở trong đó. Để cái dịch bất thường nó tụ tập ở trong lòng tử cung. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ, chính cái điều đó nó sẽ lầm tưởng là một cái túi thai, cho nên bây giờ người ta phải phân biệt đâu là túi thai thật và đâu là túi thai giả. Thì như vậy là cái túi thai giả là dịch nó tụ tập ở trong lòng tử cung mà nó tách cái nội mạc ra hai bên, đúng không? Còn cái túi thai thật á, thì nó sẽ làm tổ ở nội mạc một bên tử cung. Đấy chưa? Và cái lòng tử cung là cái đường, cái liềm trắng đây chính là cái lòng tử cung. À, và nó có thể có một ít dịch trong lòng tử cung là bình thường. Và cái này người ta có một cái dấu hiệu gọi là double deciduo, thì có cái deciduo parietalis, tức là cái nội mạc đối bên, và cái deciduo capsularis, tức là chính là cái bao quanh cái túi thai đây. Đã. Thì như vậy thì cái nhìn thấy cái nội mạc đây, và nó tách làm hai ra, bên này nội mạc, bên kia nội mạc, và cái dịch nó có hồi âm ở trong lòng tử cung, nó tạo thành túi thai giả. Còn trường hợp đây là túi thai thật, cái gì thấy cái túi thai này nó có cái dung sắc, và như vậy là cái này là deciduo parietalis, deciduo capsularis, và đây là một ít dịch bình thường ở trong lòng tử cung. Không? Như vậy đây là chắc chắn là túi thai thật, còn cái này là túi thai giả. Rồi. Và cái túi thai giả đây là cũng một trường hợp khác có túi thai giả. Cái gì thấy nội mạc đến đây nó tách làm hai ra, thấy chưa? Và nó cho cái hình giống như là cái thai, không? Mà đây là túi thai giả. Thì cái túi thai giả người ta thấy ở 15% số trường hợp thai lạc chỗ, và là nguyên nhân thường gặp nhất gây chẩn đoán sai lệch. À, nhưng tuy ít gặp, chỉ có 15% thôi, nhưng mà nếu mà thấy thì nó sẽ bắt mình đi tìm cái thai lạc chỗ. Và như vậy chưa? Như vậy là đầu tiên người ta đến với mình mà nghi có thai thì mình phải coi kỹ trong lòng tử cung. Và khi coi đó mình phải phân biệt được đâu túi thai thật và đâu là túi thai giả. Thấy không? Nếu mình nghĩ đến túi thai giả thì mình phải đi tìm túi thai thật ở
lạc chỗ. Rồi khi cái thai nó lạc chỗ vòi trứng thì cái hình ảnh trực tiếp là gì? Nó nếu nó chưa vỡ hoặc là vỡ không hoàn toàn thì ngay cái vị trí thai làm tổ đó, mình cắt ngang qua, mình sẽ thấy một cái khối không đặc hiệu và thường là nó có hồi âm dài. Còn nếu nó đặc hiệu hơn thì bắt đầu là mình thấy cái dấu hiệu vòng ống, tức là một cái vòng hồi âm dài. Biểu hiện qua bằng là cái vòng, cái độ hồi âm của cái vòng là nó hồi âm dài, và cái độ hồi âm nó tương đương với hồi âm của nội mạc tử cung. Là bởi vì các anh chị nên nhớ rằng thai giai đoạn sớm nó sẽ gắn liền với cái nang hoàng thể. Hình dung đó. Khi thai giai đoạn sớm á, là khi mà cái nang noãn nó trưởng thành, nó phóng thích trứng xong đó, mà nếu mà có sự thụ thai xảy ra đó thì nó sẽ trở thành cái nang hoàng thể. Cái nang hoàng thể nó sẽ tiết ra cái progesterone để cho nó làm cho cái thai làm tổ tốt. Như vậy là cái nang hoàng thể nó có cái vai trò trong giai đoạn sớm của thai, của quý 1. Cái gì hình dung đâu. Cho nên khi mà có sự thụ thai thì luôn luôn nó sẽ hình thành cái nang hoàng thể. Và cái nang hoàng thể nó cũng là một cái vòng dày. Nó cũng giống như cái tuberin, giống như cái là thai lạc chỗ. Nhưng mà về cái độ hồi âm thì cái độ hồi âm nó sẽ kém hơn cái nội mạc tử cung. Hay là nói cách khác là độ hồi âm của cái vòng đó nó sẽ kém hơn độ hồi âm của cái thai lạc chỗ. Nếu mình làm đốt lan thì mình sẽ thấy được cái dấu hiệu vòng lửa. Nhưng nên nhớ rằng là nang hoàng thể cũng có dấu hiệu vòng lửa, và cái dấu hiệu vòng lửa của nang hoàng thể nó còn nhiều hơn cái thai lạc chỗ. Các anh chị hình dung ra không? Thì những cái hiểu biết gần đây người ta nhấn mạnh rằng là nếu mà một cái vòng lửa rất nhiều và liên tục quanh một cái cấu trúc tuberin thì coi chừng nó là nang hoàng thể chứ không phải là thai lạc chỗ. Thai lạc chỗ nó sẽ ít hơn. Rồi. Chính vì vậy nó khó như vậy cho nên người ta cố gắng đi tìm cái vô sắc. Nếu mình thấy được cái noãn hoàng nó nằm trong cái tuberin thì mình nghĩ đến thai lạc chỗ. Hoặc là mình thấy được cái phôi mà có tim nó đang đập thì cái đó là chắc chắn nhất, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ xem một số hình ảnh để lý giải những cái điều mình vừa nói. Cái thứ nhất là đây là một cái khối mà chủ yếu là hồi âm dày, có cái vùng hồi âm kém đây. Đây là một cái trường hợp khác, hồi âm chủ yếu là hồi âm dày. Đây là một cái trường hợp khác. Ba cái trường hợp này đều là cái thai lạc chỗ hết, và nó không có hình ảnh đặc hiệu cho mình chẩn đoán. Cái gì thấy chưa? Cho nên rằng là cái beta cần không? Cái beta rất cần, đúng không? Đúng không? Rất cần để mà chẩn đoán trong những trường hợp này. Còn cái chuyện mà trễ kinh của sản phụ là một cái dấu hiệu khó tin lắm, đúng không? Người ta đến với mình, người ta nói là vẫn có kinh bình thường, mà thực ra đó là người ta bị rao huyết âm đạo, đúng không? Cũng rất là khó tin khi bệnh nhân khai. Đó, ba cái trường hợp này là ba cái hình ảnh không đặc hiệu của một cái thai lạc chỗ. Rồi, điển hình hơn thì mình sẽ thấy một cái tuberin. Tuberin là một cái vòng hồi âm dày, vòng dày, có hồi âm dày. Cái nội mạc bên đây tương đương, cái độ hồi âm nó tương đương nội mạc tử cung. Ở trong nó là một cái hồi âm trống và không có, chưa có cái gì bên trong hết. Và cái trường hợp này người ta làm siêu âm qua ngày âm đạo thì người ta thấy rằng là cái nội mạc tử cung nó có những cái nang màng ruột. Nào, đó, cái này người ta chẩn đoán là cái thai lạc chỗ ở vòi trứng bên phải. Trường hợp này thì các anh chị thấy rằng là cái nội mạc này rất mỏng và nó có dịch, nó tạo thành cái túi thai giả ở trong lòng tử cung. Như vậy là cái phản ứng màng ruột này rất kém. Cái túi dịch ở trong là cái nội mạc rất mỏng. Thì ở dưới cụm đồ mình thấy một cái tuberin và trong đó có vô sắc. Anh làm đốt le thì thấy có tim thai còn đang đập. Làm đốt le thì mình thấy tưới máu ngắt quãng xung quanh cái này. Thấy chưa? Đó, đây là lá cắt dọc. Đây là lá cắt dọc, đây là lá cắt ngang, đây là lá cắt ngang. Như vậy thì cái trường hợp này mình chẩn đoán là một cái thai lạc chỗ. Nó chưa có vỡ, phải không? Mà nó có vô sắc và có phôi thai còn đang hoạt động. Cái thời tôi làm ăn bình thì chưa có đầu dò âm đạo, cho nên trường hợp này làm qua ngã bụng.
Đây là một trường hợp khác, bệnh nhân cũng trễ kinh đau bụng. Như vậy thì mình làm siêu âm qua ngã âm đạo, mình thấy được cái túi thai giả. Ở trên cái lát cắt vành thì mình thấy đây cái túi thai giả đây, cái nội mạc tử cung đây. Mình thấy được một cái tuborin nó nằm ở bên phải, và cái độ hồi âm của cái tuborin này tương đương với cái nội mạc tử cung, đúng không? Như vậy thì mình phải nghĩ đến là một cái thai lạc chỗ nó nằm ở bên phải. Bây giờ mình mới tập trung vào cái tuborin này thì mình thấy nó tưới máu quanh đó, và cái phôi thai này nó còn tim thai đang hoạt động, đúng không? Mình siêu âm thì luôn luôn những cái trường hợp này nó sẽ có một ít dịch ở túi cục. Như vậy là mình chẩn đoán chắc chắn đây là một cái thai lạc chỗ ở vòi trứng bên phải và chưa có vỡ. Đây là một cái trường hợp mà các anh chị thấy rằng là khi mình làm siêu âm mình thấy được cái diamond ring ở trong lòng tử cung. Như vậy đây là một cái túi thai thật trong lòng tử cung. Cái phần phụ ở bên phải bên trái thì mình thấy cũng có một cái tuborin. Đó. Thì cái câu hỏi đặt ra là cái này nó bị hư. Đây là cái thai lạc chỗ kết hợp với một cái thai trong tử cung hay là cái gì khác? Cái gì hình dung ra không? Rồi trang bị lúc nãy giờ cho coi hình ảnh rồi, bây giờ trả lời cái này đi. Cái gì thấy nó cũng tròn giống như cái này à. Đó, mình có cái tuborin đấy gì? Đó, thấy chưa? Thấy được cái tuborin này. Bây giờ đến cái này cũng có cái tuborin giống y chang vậy đó. Thì bây giờ trường hợp này nó vừa thai trong vừa thai ngoài hay là sao? Bây giờ mình để ý cái nội mạc, cái hồi âm của cái nó kém hơn cái hồi âm nội mạc tử cung. Thấy chưa? Như vậy thì câu trả lời của mình nó là cái nam hoàng thể. Nhưng mà các anh chị phải chắc chắn cho chẩn đoán, bởi vì hai cái chẩn đoán này đưa đến xử lý khác hẳn nhau. Nếu mình nói cái vừa thai trong vừa thai ngoài thì bệnh nhân phải được mổ cấp cứu để cắt cái thai ngoài, đúng không? Còn nếu mình nói nó là nam hoàng thể thì không làm gì hết, theo dõi, đúng không? Thì bệnh nhân này sau đó được theo dõi, thì đây là cái hình ảnh thời điểm mình làm siêu âm và vài tuần sau thì cái thai này nó lớn lên, đúng không? Cái thai này cỡ chừng 7 tuần, có giòn sắc đây, và cái tuborin này nó vẫn còn. Thấy chưa? Thì như vậy nó là cái nam hoàng thể. Chứ còn vài, nếu mà cái thai này, nếu mà thai lạc chỗ thì vài tuần sau là nó vỡ rồi, đúng không? Hoặc là bệnh nhân không đến với mình nữa. Biết mình, bệnh nhân không đến mình, cái bệnh nhân đi đâu, anh chị biết không? Hoặc là bệnh nhân vô một bệnh viện khác để mổ cấp cứu, hoặc là bệnh nhân ra nghỉ địa. Có hai khả năng đó thôi. Rồi, bây giờ đây là một cái trường hợp mà mình sẽ thấy ở bên cái phần phụ ở bên phải nó có cùng lúc hai cái tuborin. Cái gì hình dung hay chưa? Thì cái nào là thai lạc chỗ và cái nào là nam hoàng thể? Cái nào hồi âm dày hơn? Cái này hồi âm dày hơn, đúng không? Cái nào dấu hiệu vòng lửa nhiều hơn? Cái này nó lại là dấu hiệu vòng lửa nhiều hơn. Đó, thì cái này là cái thai lạc chỗ và cái nang bên này là nang hoàng thể. Phần lớn trường hợp là cái thai, cái nang hoàng thể bên nào cái thai lạc chỗ nó nằm bên đó. Cái gì có hiểu vì sao không? Đó là thường là nó sẽ thụ thai ở bên nào thì khi mà nó đi ngược vô nó làm tổ thì nó sẽ bị kẹt ở cái bên đó, tức là nó lạc chỗ ở bên đó. Và cái nang hoàng thể thì nó sẽ hình thành cái bên đó rụng trứng. Cho nên đa phần nha, chứ không phải là 100%. Đa phần là cái thai lạc chỗ bên nào thì cái nang hoàng thể nó sẽ nằm bên đó luôn. Rồi. Đây là một cái trường hợp nó có hai cái tuborin, thì cái trên là lạc chỗ hay là cái dưới lạc chỗ? Đúng rồi, cái dưới lạc chỗ và cái trên là cái nang hoàng thể. Đúng không? Rồi. Bây giờ hai, đây là hình trắng đen, đây là màu, thì cái này là lạc chỗ hay là nang hoàng thể? Cái này lạc chỗ, cái này nang hoàng thể. Và có một điều ngược lại là cái gì, thấy cái vòng lửa thì quanh nang hoàng thể nó nhiều hơn là quanh cái thai lạc chỗ, nhớ nha. Thì đây là dấu hiệu người ta mới đề cập đến trong những năm gần đây thôi. Đã. Như vậy thì cái trường hợp này thì bệnh nhân được kích thích rụng trứng.
Cho nên khi nó rụng thì nó rụng hơn một cái trứng. Cái gì hình dung không? Những trường hợp kích thích rụng trứng thì nó sẽ dễ rụng hơn một trứng lắm. Bình thường người ta rụng một trứng thôi, nhưng mà kích thích rụng trứng thì có khi nó rụng hơn một trứng, và nó thụ thai hơn một trứng. Cái gì hình dung không? Và như vậy thì đây là mình sẽ có hai cái gì thấy là hai cái hồi âm dày và có dấu hiệu bằng lửa. Hình dung rồi chưa? Đó. Thì lưu ý nha, cái này không phải hai là chỗ, cả hai cái này là nan hoàn thể hết. Thấy không? Rất là dễ làm lần. Rồi. Bây giờ một cái vòng, hai cái vòng. Đó. Thì cái gì thấy rằng là trường hợp trước thì là nan hoàn thể, còn cái này là hai cái này là hai cái thay là chỗ hết. Cái gì thấy không? Cái vòng lửa nó không có trọn vẹn. Đó. Thì đây là một số cái trường hợp mà người ta chuyển phôi đó, nó có thể đưa đến cái hiện tượng này. Tức là những cái càng ngày cái thai là chỗ nó càng nhiều, rồi vì do cái những cái hỗ trợ sinh sản đó nó có thể đưa đến. Rồi, thì khi mình làm siêu âm á thì mình làm động thì nó có cái lợi của nó. À, đây là một cái trường hợp thai lạc chỗ và cái hình dáng của cái tu bo ring mình không thấy rõ, nhưng mà mình vẫn biết đây là một cái thai lạc chỗ dựa vào cái hoạt động của tim thai. Rồi cái gì thấy được cái tim thai nó nằm ở đâu chưa? Thấy chưa? Thấy được, đúng không? Tôi chỉ cho đây nè. Đó. Hình dung ra chưa? Đó, thì mình nhìn phải tập trung nha. Chỉ trừ khi lúc đó, lúc mình làm siêu âm mà mình tơ tưởng đến cái người nào đó thì mình mới không phát hiện ra thôi. Chứ nếu mình tập trung trên màn hình thì mình chẩn đoán được chắc chắn đây là một cái tim thai nó đang đập. Đúng không? Đó. Rồi, tốt nữa thì những cái trường hợp đó nếu mình không ấy lắm thì mình làm TM mode hoặc là làm Doppler xung. Thì lúc đó mình sẽ lấy được cái tần số tim thai. Tần số tim thai mình có lầm lẫn với tần số mạch máu ở người sản phụ không các anh chị? Có không? Có bây giờ lầm với mạch máu của người sản phụ đập không? Ví dụ như là những cái mạch máu vùng trọng nó đập, có khi nào mình lầm lẫn không? Có. Tôi hỏi một câu hỏi rất là thực tế. Người khác nói, ủa cái này nó đập đập nhưng mà mạch máu nó đập thì sao? Thì lúc đó các anh chị lý giải sao? Trả lời đi. Đâu cần đo em, tim em nó có đập đến 140 không? Hả? À? Tim thai thông thường nó là 140 cộng trừ 20. Tim của con người ta bình thường nó là 70 cộng trừ 20, đúng không? Nó khác hẳn nhau chứ, đúng không? Cần gì phải đo, nhìn cái tim nó đập như này là biết nó 100 mấy rồi. Hình dung ra chưa? Còn bà bầu sản phụ nó có nhanh lắm là đến 90 là cùng. À, trừ suy tim, thở hổn hển, được chưa? Rồi. Thế bây giờ người ta còn một cái dấu hiệu nữa, bởi vì cái thai lạc chỗ mà nó nằm đa phần nó nằm ở vòi trứng. Mà vòi trứng với buồng trứng là nó không dính với nhau. Đúng không? Thế bây giờ nếu mình thấy được một cái cấu trúc này, đây là cái buồng trứng đây, đây là một cái khối hồi âm dày không đặc hiệu đây. Thì bây giờ mình nói đó là thai lạc chỗ, thì bây giờ mình làm ơn tập. Và cái thai lạc chỗ này lại dễ lầm với cái nan hoàn thể. Lúc nãy giờ cái gì thấy nan hoàn thể khó chẩn đoán với nan thai lạc chỗ chưa? Thế bây giờ mình sẽ, mà nan hoàn thể thì nó nằm trên cái buồng trứng. Hình dung ra chưa? Thì theo, nếu mình đẩy cái đầu dò mà hai cái này nó chuyển động riêng biệt, cái gì thấy nó chuyển động riêng biệt không? Cái thằng cái cấu trúc này nó đang trượt ở trên cái buồng trứng nè. Hình dung ra chưa? Thấy nó trượt chưa? Đây nè, thấy chỗ trượt chưa? Đây là cái vị trí nó trượt nè. Hiểu không? Tôi nói đến đây hiểu không? Hả? Có hiểu không? Không hiểu. Tức là khi mà mình thấy cái hình ảnh trượt như thế này là mình biết là cái buồng trứng và cái khối này là nó tách riêng chứ không phải là nó dính làm một với nhau. Hình dung ra không? Hay nói cách khác là cái khối này nó không nằm ở trên cái buồng trứng. Hình dung ra chưa? Như vậy thì chắc chắn cái này là không phải là nan hoàn thể. Thấy chưa? Và cái điều đó giúp mình chẩn đoán đây là cái thai lạc chỗ. Nhưng mà cái dấu hiệu này nó không có tuyệt đối, là bởi vì người ta nhắc đi nhắc lại là yếu tố thuận lợi để thai lạc chỗ là những người có viêm nhiễm phần phụ,
đúng không? Mà viêm nhiễm phần phụ thì nó dễ dính cái vòi trứng và cái buồng trứng lắm, thấy chưa? Thì lúc đó mình đẩy cái này nó vẫn chuyển động cùng với nhau. Điều đó có nghĩa là nếu mà thấy dấu hiệu trượt này thì chẩn đoán được, còn nếu mà không thì cũng không chẩn đoán được. Các anh chị hình dung ra không? Rồi, đây là một cái trường hợp mà khi tôi về dạy ở Gia Lai cách đây mấy năm thì có một cái sản phụ vô và không có triệu chứng điển hình và nằm bệnh viện mấy ngày rồi và bác sĩ không có làm gì hết. Thì tôi nói đưa xuống tôi coi, thì bệnh nhân này không có đau bụng nhiều, nhưng mà khi tôi làm siêu âm thì tôi thấy cái phần phụ bên trái thì nó có cái buồng trứng đây, đây, và đây là cái khối cạch tử cung, và khi tôi đẩy thì hai cái này nó chuyển động riêng biệt với nhau đó. Và tôi kết luận đây là một cái thai ngoài ở bên trái và bệnh nhân sau đó được mổ. Rồi, như vậy tóm tắt, khi mà cái thai nó chưa vỡ hoặc là vỡ chưa hoàn toàn thì mình sẽ có bốn, người ta chia mức độ ra. Cái mức độ một là một cái khối không đặc hiệu thường có hồi âm dày, thì đây là một cái trường hợp thai lạc chỗ, đúng không? Điển hình hơn là qua cái độ hai, cái grad 2, mình thấy được cái tumoring mà trong đó chưa có noãn hoàng và phôi. Thêm nữa, điển hình hơn nữa là trong cái tumoring này mình thấy được cái noãn hoàng, đúng không? Là độ 3. Đến cái độ 4 thì trong cái tumoring này ngoài cái noãn hoàng mình thấy được cái phôi có tim thai đang đập, đúng không? Vậy là chia 4 mức độ. Thì hai cái dưới này là gần như chẩn đoán được. Cái này là chắc chắn nhất, cái này là gần chắc chắn, cái này là gợi ý nhiều trong chẩn đoán, cái này là chẩn đoán yếu nhất của cái thai lạc chỗ. Và nếu người ta làm beta HCR thì thường là từ độ 1 đến độ 4 thì cái beta HCR nó gia tăng theo cái phân độ của đó. Rồi, bây giờ nếu mà cái thai lạc chỗ nó vỡ thì hình ảnh nó như thế nào? Thì nó giống như cái hình vẽ các anh chị, nó vỡ hòa ra. Thì lúc đó cái mạc nối nó đến nó bao bọc và máu ở trong ổ bụng rất là nhiều. Và như vậy thì khi mà nó tạo thành một cái khối như vậy thì nó sẽ là một cái khối hồi âm hỗn hợp và vô định hình, rất là khó nói về cái hình dạng của nó, và luôn luôn có máu bằng bụng. Thế cho nên một trong những cái là ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản là mình phải cố gắng tìm cho được dấu hiệu để chẩn đoán đó là máu hay là dịch, không phải là máu trong bụng. Ví dụ như là mủ hoặc là tràn dịch bằng bụng. Cái gì hình dung ra không? Thì bây giờ nếu mà một người phụ nữ trẻ đến mà người ta khai với mình người ta chưa có gia đình thì mình đừng có tin, đúng không? À, cái gì hiểu ý chưa? Đừng có bao giờ tin hết, người ta nói người ta chưa có gia đình thì cứ kệ người ta. Đó, nhưng mà nếu người ta nói có rồi thì mình tin, nhưng mà người ta nói chưa có thì đừng có tin. Đó, thì vấn đề là bởi vì rất là nhiều cái trường hợp, nhưng cái tràn máu, tôi nhắc lại, nếu mà có phụ nữ trong độ tuổi sinh sản đến mình tràn máu thì chưa chắc đã là thai ngoài nó vỡ, còn thêm cái nó vỡ nữa. Cái gì nó vỡ? Nang hoàng thể nó vỡ. Nang hoàng thể nó vỡ nó cũng tràn máu hoàng bụng và có khi cũng phải mổ cấp cứu luôn. Cái gì hình dung ra không? Đó. Rồi, như vậy thì bây giờ cái máu nó rất là quan trọng, cho nên bây giờ mình sẽ coi cái tuổi của máu. Là bởi vì không phải cái người phụ nữ nào người ta đau bụng người ta cũng vô bệnh viện ngay, đúng không? Có khi người ta đợi nửa ngày, một ngày người ta mới vô. Thế thì nó sẽ theo thời gian, thì mới chảy thì nó có hồi âm trống, rồi sau đó nó trở thành hồi âm mà kính mờ, và cuối cùng nó hồi âm dài, tức là đông máu cục lại là nó có hồi âm dài. Đây là, thế thì bây giờ mình sẽ phân tích từng cái một. Nếu mà dịch hồi âm trống hoặc là hồi âm mạch kính mờ thì mình sẽ không phân biệt được là tràn dịch hay là tràn máu, đúng không? Tràn mủ nó cũng có hồi âm mạch kính mờ, đúng không? Đó, thì như vậy là khó. Nhưng mà trong cái tràn máu màng bụng á, thì các anh chị nên lưu ý. Ví dụ như bệnh nhân đến bị sốt xuất huyết, bị suy tim, suy gan, suy thận mà nó có bán bụng á, thì cái thành túi mật luôn luôn dày. Các anh chị hình dung không? Luôn luôn có dày thành túi mật. Còn nếu mà bệnh nhân tràn máu thì không bao giờ cái thành túi mật nó dày. Hình dung ra không? Đó là một cái dấu hiệu. Như vậy là
Nếu mình đặt đầu dò ngay khoang Morrison mà mình thấy dịch ở trong khoang Morrison mà đồng thời mình thấy luôn cái thành túi mật nó mỏng là coi chừng là tràn máu chứ không phải là tràn dịch màng bụng, hiểu không ạ? Cái thứ hai, nếu mà bao quanh tử cung là hình ảnh hồi âm dày thì mình phải cảnh giác đó là máu đông. Cái gì nên nhớ, cái thai là chỗ nó nằm ở đâu? Đa phần nó nằm vùng chậu, đúng không? Ngay cái mồi trứng nó vỡ, thấy chưa? Thì cái máu đầu tiên nó chảy ra nó nằm ở đâu? Nó nằm vùng chậu, hình dung ra không? Thì sau đó cái máu vùng chậu là cái máu nó sẽ già trước tiên, tại vì sau đó những cái máu về sau nó chảy ra thì nó sẽ tràn lên trên, hiểu chưa? Như vậy thì nếu mình làm siêu âm, mình để đầu dò khoang Morrison mình thấy hồi âm trống, nhưng mà mình để đầu dò ngay tử cung mình thấy quanh tử cung là hồi âm dày thì có nghĩa là bệnh nhân chảy máu, hiểu chưa? Chảy máu do một cái xuất huyết ở vùng chậu, thì cái máu đó người ta gọi là dấu hiệu cục máu cánh gác, tức là nó nói ở đây nè, tôi chảy máu từ đây ra, cho nên là máu ở đây nó già nhất và nó đông trước. Rồi bây giờ mình sẽ có hình ảnh để cho nó dễ hiểu. Rõ ràng đây là một cái trường hợp tràn dịch, bệnh nhân đau bụng cấp vô việc, cái gì thấy là dịch ở khoang Morrison và cái thành túi mật mỏng. Một người phụ nữ đến, các anh chị làm, các anh chị sẽ thành một cái phản xạ là nếu các anh chị làm siêu âm mà một người đến, một cái người phụ nữ đến trong độ tuổi sinh sản, người ta đau bụng cấp mà vô mà mình thấy cái hình ảnh này là mình phải coi chừng là bệnh nhân chảy máu ở dưới, hiểu chưa? Rồi thế thì đi làm siêu âm xuống dưới thì mình thấy là cái tử cung này trống trơn, không có gì ở trong hết, nội mạc tử cung mỏng, nhưng mà cái cạnh phải tử cung nó là một cái khối hồi âm hỗn hợp. Rồi với nhiều đó hình ảnh là mình chẩn đoán là cái thai ngoài bên trái nó vỡ, hiểu chưa? Cái cách tiếp cận vấn đề là như vậy. Người ta mổ ra là một cái thai ở bên trái, bô 5x6 đường kính. Đây là một cái trường hợp khác, người ta vô viện cũng vì đau cái bụng hạ vị. Cái gì thấy là cái dịch ở trong lòng tử cung, không? Đây là cái buồng trứng bên phải, đây là buồng trứng bên trái. Rồi thế thì cạnh phải tử cung mình thấy một cái khối hỗn hợp như thế này. Đó, như vậy là chẩn đoán là thai ngoài bên phải nó vỡ. Cái gì hình dung hay chưa? Đó, cái cách tiếp cận vấn đề là như vậy. Rồi bây giờ mình phân tích ra thì ở trên cái lá cắt ở cái khoang Morrison mình thấy có dịch tự do đây ít thôi, đúng không? Cái dịch mà quanh tử cung nó hồi âm mà kính mờ đây, và cái khối thai ngoài nó vỡ, nó tạo thành một cái khối hỗn hợp như thế này. Trường hợp này thì beta nó chưa đến 1000, nhưng mà tất nhiên beta là một cái nó giúp mình, hỗ trợ mình chẩn đoán, chứ không phải là mình cứ dựa vào cái beta nó trên 1500 để chẩn đoán. Cái gì hình dung không? Trường hợp này thì người ta mổ ra thì khoảng chảy máu khoảng chừng 100ml. Đây là một cái trường hợp mà cô bé này trẻ, có 25 tuổi ha, vô viện. Cái gì thấy dịch ở khoang Morrison, cái thành túi mật mỏng. Đây là lát cắt dọc vùng hạ vị và đây là lát cắt ngang vùng hạ vị. Cái anh chị có thấy nước tiểu nào trong một đáy không trên lát cắt dọc? Thấy không? Thấy được cái bàng quang không? Thấy được á, hình như nó còn chút xíu này nè, đúng không? Rồi bây giờ hồi đó tôi làm ở An Bình là không có đầu dò âm đạo, bây giờ làm sao? Cho bệnh nhân uống nước nhìn tiểu, đúng không? Các thầy vẫn dạy rằng là nếu mình làm siêu âm từ cung vùng phụ mà không có nước tiểu, mà làm qua ngã bụng mà không có nước tiểu thì phải cho ra ngoài 1 tiếng để uống nước, 1 tiếng đến 2 tiếng uống nước cho bọng đái nó căng lên thì vô mình mới khảo sát được, đúng không? Mình vẫn được dạy như vậy mà. Bây giờ làm sao? Thái độ bây giờ trước trường hợp này mình làm sao? Cái gì nghĩ coi, cái cô bé này nếu uống nước thì có nước tiểu không? Có. Vấn đề câu hỏi tôi đặt ra là nếu cô này được cho uống nước thì liệu có nước tiểu hay không? Mọi người lắc đầu, tại sao lắc đầu?
Em nói không thì em phải lý giải cho tôi tại sao không có nước tiểu. Tại sao? Đúng rồi, bệnh nhân này đang bị suy thận cấp, bởi vì bệnh nhân đang sốc mất máu. Bệnh nhân sốc mất máu thì là bệnh nhân sẽ vô niệu tạm thời, đúng không? Tức là nếu mà bệnh nhân này, nếu mà cho vài lít nước vô trong cái vô trong tĩnh mạch thì ok, có nước tiểu. Nhưng mà vài lít nước vô dạ dày thì chắc chắn sẽ không có nước tiểu, đúng không? Bởi vì bệnh nhân này đang sốc mất máu. Như vậy thì bây giờ mình nhìn, để nhìn ra vấn đề. Như vậy là mình hình dung đây là cái nội mạc tử cung mỏng, không có cái gì ở trong, đây là cái tử cung, đúng không? Và như vậy thì cái phần trước tử cung là máu, sau tử cung là máu, đó là hồi âm dày. Trên đây là hồi âm trống ở cái khoang Morrison. Như vậy là đây là một cái chảy máu ở trong một bụng, được chưa? Rồi bây giờ trên lá cắt ngang á, thì mình nhìn qua cái phần phụ bên trái, mình thấy nó có một cái khối hỗn hợp đây. Rồi, như vậy là phải chẩn đoán là một cái thai ngoài bên trái nó vỡ và bệnh nhân đang bị sốc mất máu. Cái gì hình dung ra không? Đó. Rồi, đây là một cái trường hợp khác. Bệnh nhân vô viện cầm theo một cái tờ giấy có beta là 2004, có một ít dịch ở trong lòng tử cung. Mình coi để đi tìm cái thai ngoài thì mình thấy cái phần phụ bên phải, buồng trứng phải bình thường, buồng trứng trái bình thường. Thì như vậy thì mình sẽ chẩn đoán là gì các anh chị? Có đi mổ không? 1.500 là phải thấy túi thai trong tử cung. Bây giờ nó gần 2.500 rồi mà không thấy túi thai trong tử cung, cũng không thấy túi thai ngoài tử cung, thì mình chẩn đoán là thai chưa rõ vị trí, hiểu chưa? Thai làm tổ chưa? Thai chưa rõ vị trí làm tổ. Và mình làm gì các anh chị? Wait and see, hiểu không? Đợi chứ không làm gì hết á. Và khi mà trong thời gian đợi đó thì mình sẽ dặn bệnh nhân là nếu mà nó đột ngột đau bụng thì phải vô bệnh viện sản cấp cứu ngay lập tức, đúng không? Và bởi vì một trong những cái là mình chẩn đoán không ra cái vị trí nó làm tổ và nó vỡ, đúng không? Thì dặn bệnh nhân là nó đau một cái dữ dội là phải đi vô cấp cứu ở bệnh viện sản luôn để người ta xử lý. Còn bây giờ khi mà mình đã làm hết cách rồi, đã làm siêu âm qua ngạo bụng, qua ngạo âm đạo rồi, và mình thấy tử cung nó có ít dịch mà hai buồng trứng hai bên bình thường, không thấy cái khối cạnh đó, thì mình chẩn đoán là chưa rõ vị trí thôi. Đó. Và cái cách xử lý là chờ đợi. Chờ đợi thì 3 ngày sau bệnh nhân đến với mình thì cái beta nó từ 2004 nó tăng lên đến 6.000. Bây giờ như vậy là chắc chắn là có thai rồi đó. Thì 3 ngày sau mình làm siêu âm lại thì mình vẫn thấy có dịch trong lòng tử cung. Mình thấy cái phần phụ bên đây, cái buồng trứng bên trái đây đó, mình quét cái đầu dò cái mình thấy cái gì chưa? Đây nè, thấy cái tuberin chưa? Lúc này mình mới thấy được cái tuberin và nó ở giai đoạn 2, tức là rát 2, tức là một cái vòng và nó có cái vòng trống ở bên trong, chưa có dồn sắt, chưa có phổi. Và đó, rõ ràng là cái tuberin này nó sẽ có túi máu nhưng mà nó không có nhiều giống như là cái nang hoàng thể, thấy không? Rồi, mình chẩn đoán là một cái thai là chỗ ở vòi trứng bên phải chưa vỡ, đúng không? Và bên trái chưa vỡ, và bệnh nhân được mổ sau đó. Sở dĩ bệnh nhân này mổ muộn là cái ngày mà chẩn đoán là ngày 22 tháng 10, nhưng mà đến 25 tháng 10 với mổ là bởi vì sau đó thì bệnh nhân chuyển qua khoa sản. Thì tôi làm bên hình ảnh mà, tôi chuyển qua bên khoa sản thì bên khoa sản bác sĩ xưa bên khoa sản không tìm thấy, cho nên không dám mổ. Thì tôi mới gọi điện thoại lên, tôi nói cái này phải mổ bởi vì tôi chắc chắn nó là thai ngoài. Thì lúc đó ngày 25 người ta mới mổ, tại vì cái giai đoạn sớm nó chưa có vỡ các anh chị, để mà nó lớn lên chút nữa nó mới vỡ. Như vậy thì tóm tắt lại là cái thai là chỗ vòi trứng nó đã vỡ, thì mình sẽ thấy là cái khối ở phần phụ nó là khối hồi âm hỗn hợp và luôn luôn có tràn máu màng bụng, đúng không?
cái phối phần phụ mà kết hợp với thử thai dương tính mà không thấy túi thai trong tử cung thì gợi ý nhiều đến cái thai lạc chỗ với giá trị niêm mạc dương là 69%. Như vậy là mình thấy được cái khối ở phần phụ cộng với một cái thử thai dương tính cộng với một cái không thấy túi thai trong tử cung, và cái ngưỡng của nó là 1.500.000 các anh chị ha, để mình làm siêu âm qua ngạm đạm. Rồi cái tràng máu màng bụng, tôi nhắc lại, từ vừa đến nhiều nó liên quan rõ rệt với thai lạc chỗ vỡ. Và cái thứ hai nữa là cái nang hoàng thể, đúng không? Nhưng mà nang hoàng thể thì chắc chắn thử thai nó sẽ âm. Tiếp đến, cái dịch mà có hồi âm mặt kính mờ ở vùng chậu thì nó có độ nhạy là 100%, chuyên biệt là 95, tiên đoán dương 98, chính xác 98 thôi để xác định cái tràng máu màng bụng. Bởi vì cái nguyên nhân thứ hai có dịch hồi âm mặt kính mờ vùng chậu đó là cái viêm nhiễm phần phụ, đúng không? Nó không phải là dấu hiệu tuyệt đối. Và nhắc lại, cái mặt kính mờ đó có thể là máu hoặc là mủ. Cái dấu hiệu cục máu canh gác là một dấu hiệu hữu ích để chẩn đoán đó là tràng máu màng bụng. Điều đó có nghĩa là gì? Nếu các anh chị thấy quanh tử cung là hồi âm dày mà có dịch ở khoang Morrison thì mình phải nghĩ nó là tràng máu, cái thành túi mật nó mỏng. Hình dung ra chưa? Đó. Rồi bây giờ mình đến cái đoạn kẽ. Ngày xưa thì người ta dùng là thay là chỗ đoạn sừng, nhưng mà gần đây thì người ta thống nhất gọi nó là đoạn kẽ. Hồi xưa người ta gọi là cochneo, bây giờ là người ta dùng đoạn kẽ là interstitial ectopic pregnancy, tức là nó lạc chỗ đoạn kẽ. Hiếm gặp, không gặp nhiều cái gì cái thai, nhưng mà vấn đề là cái đoạn kẽ này là nó có một phần cơ tử cung nó bao quanh, đúng không? Cho nên cái thai nó có thể sống đến 16 tuần. Tức là ở đoạn vòi trứng thì vỡ sớm lắm, nhưng mà đến cái đoạn kẽ này thì lên đến 16 tuần nó mới vỡ, tức là xong quý 1, đúng không? Hết quý 1 qua đầu quý 2 nó mới vỡ. Và lúc đó thì nếu mà nó vỡ thì cái gì tưởng tượng ra là cái tỷ lệ tử vong rất là cao. Tại sao? Chảy máu không cầm máu được, không kịp mổ cứu vì cái mạch máu lớn nó vỡ. Như vậy thì cái túi thai nó nằm ở đáy tử cung, nó lệch về một bên, thì cái cơ tử cung bao quanh nó không có hoặc là rất là mỏng, tức là cái bề dày cơ này mình đo dưới 5 mm hoặc là không có, và nó có cái dấu hiệu áo khoác cơ tử cung, tức là một phần cơ này nó khoác lên cái túi thai, phần cơ này nó khoác lên cái túi thai, nó gọi là áo khoác cơ tử cung. Nó có cái dấu hiệu gọi là bulging, tức là lồi, tức là nếu mình làm siêu âm mình coi được cái bờ ngoài tử cung á thì mình thấy cái bờ ngoài đó đây nó phồng lên, nó gọi là bulging. Rồi nó có dấu hiệu đường kẽ, tức là một cái đường nó nối từ nội mạc tử cung đến cái túi thai. Dạ, đó là những cái dấu hiệu mình có thể thấy ở trong cái lạc chỗ đoạn kẽ. Và nếu mà nó vỡ thì tần suất tử vong nó cao gấp 15 lần so với ở cái đoạn ống nó bị vỡ. Đó. Thì đây là một số cái trường hợp. Các chị thấy rằng là cái hình ảnh siêu âm á, là mình thấy đây là cái nội mạc tử cung, đây là cái túi thai. Và bây giờ mình phân tích ra là đây là cái đường kẽ nó nối giữa cái nội mạc và cái túi thai. Cái dấu hiệu áo khoác, tức là đây là một phần cơ nó khoác lên cái túi thai. Đó, cái màu, cái sao màu hồng đây. Đó. Rồi còn đây á, là vừa có dấu hiệu đường kẽ và vừa có dấu hiệu bulging, tức là cái cơ này nó phồng lên. Đó, cái đáy, cái bờ ngoài nó phồng lên. Đó. Đây là một cái trường hợp mà nội mạc đây, mình làm siêu âm qua ngạm đạo, cái nó lệch hẳn về cái túi thai, nó nằm lệch hẳn về bên phải, và cái cơ tử cung này nó rất là mỏng, nó khoảng chừng 1 đến 2 mm thôi. Cái phôi và cái tim nó còn đang hoạt động, thì cái này khoảng chừng 6 tuần, cái thai nó còn đang sống. Thì đây là một cái thai nó ở đoạn kẽ điển hình. Còn bệnh nhân này vô viện vì tình trạng mất máu, cho nên các anh chị thấy rằng là mình làm siêu âm mình thấy dịch nó bao quanh gan, cái thành túi mật mỏng, đúng không? Lát cắt dọc tử cung thì mình thấy cái hình ảnh rất là đẹp,
là bởi vì mình thấy một cái tử cung trống rỗng, cái nội mạc mỏng, thấy chưa, bao quanh tử cung là máu, đồng ý không? Trên lá cắt ngang này cũng thấy máu luôn, thấy tử cung đây xung quanh là máu. Bởi vậy thì cái gì nó ra huyết đó anh chị? Ở đây, bởi vì đây là mình cắt dọc giữa tử cung, cái mình cắt lệch qua bên phải thì lúc đó mình phát hiện ra là nó có một cái phổi thai. Cái cơ này nó có mấy ly thôi, cái đoạn cơ này có 4 ly thôi đó. Và như vậy thì mình để hẳn cái đầu nhò lên về bên phải thì mình thấy cái phôi này nó được 12 tuần còn tim thai. Như vậy là mình chẩn đoán nó là một cái gì các anh chị? Ở đoạn kẽ ở bên phải nó vỡ và cái thai này được 12 tuần tuổi, cái thai còn đang sống. Hình dung lên chưa? Cái ca này thì người ta cứu sống kịp. Dạ. Thì những năm gần đây thì có nhiều cái mới. Một trong những cái mới là mình lưu ý đến cái bạn này. Như vậy thì cái thai đoạn kẽ chính thức là cái hình A này, đó là nằm ở đoạn kẽ. Còn có hai cái thai mà nó làm tổ mà người ta gọi là nằm tổ bất thường, tức là nó có một, đây là một cái tử cung một sừng unicornuate uterus, nhưng mà nó có một cái sừng sơ khai, và cái sừng này nó lại không thông thương với cái nội mạc mà nó thông thương với bên ngoài ở khoang ổ bụng. Các chị hình dung ra không? Và cái thai nó làm tổ, nó chui qua đó nó làm tổ đó. Và cái thứ hai là nó cũng có một cái sừng sơ khai, và cái này nó thông thương với nội mạc, và cái thai nó chui qua đây làm tổ. Hình dung ra chưa? Đó. Thì cái này nó gọi là thai lạc chỗ ở đoạn kẽ, còn cái này là thai nó lạc chỗ ở cái sừng sơ khai của tử cung. Như vậy là cái này cũng là chỗ, cái này cũng là chỗ, cái này cũng là chỗ. Rồi. Còn nó có một cái trên lâm sàng mình hay gặp thai giai đoạn sớm là nhiều khi nó nằm cao. Và cái này nó nằm trong tử cung. Nó nằm hơi cao, hơi lệch bên. Thì nó gọi là angular pregnancy, tức là thai góc, thai chữ góc. Thì cái này là trong tử cung. Nhớ nha. Như vậy là không dễ chẩn đoán đâu các anh chị. Cái thứ hai là những cái trường hợp mà tử cung, cái này là bicornuate uterus, cái này là septate uterus, thì cái thai nó làm ở tổ ở một bên, thì cái này là thai trong tử cung mà nó gọi là cornua pregnancy, thai ở sừng nhưng mà là trong tử cung, hiểu ý không? Đó, như vậy là ba cái hình trên đó là thai lạc chỗ, mà ba hình dưới là thai trong tử cung. Đó, thì đây là một cái thai chữa gốc ở trên một cái tử cung bình thường, còn cái này thai nó làm tổ ở cái sừng bên, ở cái thai bicornuate, còn cái này là septate uterus. Cái này là như vậy là cái trên nó gọi là ectopic pregnancy, nhưng mà cái dưới là intrauterine pregnancy. Dạ nha. Dạ. Thì cái đó thì bây giờ cái vai trò của siêu âm 3D qua ngã âm đạo nó rất là quan trọng. Mình sẽ thấy ở trên đó là nó có một cái thai, hai cái thai ở cái góc trên bên phải, cái hình dưới là hai cái thai ở góc trên bên trái, thì hai cái này tiên lượng hoàn toàn khác nhau. Cái ở trên là cái thai lạc chỗ đoạn kẽ, còn cái thai hai cái ở dưới là nó là angular, tức là thai nó làm tổ, nó nằm hơi cao thôi, và cái này hoàn toàn tiến triển hoàn toàn bình thường. Hình dung được không? Như vậy thì giữa một cái thai mình nói là thai ngoài mình đem ra mình mổ với một cái thai nó trong mà làm tổ trên cao, hình dung ra không, là mình mổ rất là hả, đó là một cái rất là oan cho bà bầu. Rồi, đây là một cái trường hợp nhìn trên siêu âm qua ngã âm đạo thì gần như là cái thai này nó ở đoạn kẽ, nhưng mà người ta thấy rằng là cái thành tử cung chỗ này nó dày quá, nó dày trên 5 mm, và người ta làm siêu âm 3 chiều thì người ta thấy rằng là angular pregnancy, tức là làm tổ ở đoạn gốc chứ đâu không phải là ngoài, hình như không, ngoài là nó tách hẳn ra như thế này, thấy chưa, còn đây là làm tổ ở đoạn gốc đó. Còn đây là một cái trường hợp mà các chị thấy rằng là người ta thấy đây là một cái nội mạc, và cái nội mạc này nó tách xa hẳn ra thì người ta nghĩ là cái tử cung này nó bất thường. Người ta làm siêu âm 3 chiều thì người ta thấy rằng là nó là một cái septate uterus,
và cái thai này nó làm ở tổ ở cái sừng bên phải, đúng không? Như vậy nó là trong tử cung mà trên một cái tử cung bất thường đó, đó là thai trong tử cung mà trên một cái septi uterus. Thì cái tiêu chuẩn để chẩn đoán cái này á, là người ta đo cái khoảng cách từ cái bờ của cái túi thai cho đến cái bờ bên của cái nội mạc nó phải trên 1 cm, thì người ta chẩn đoán đó là một cái thai nó nằm ở sừng chứ không phải là cái thai ở đoạn kẽ. Rồi bây giờ người ta nói đến cái thai ở kênh cổ tử cung, tức là người ta không có mổ bắt con mà bây giờ cái thai nó lại xuống nó làm tổ ở thấp ở ngay cái kênh cổ. Thì như vậy thì nó có thể làm tổ ở mặt trước và là mặt sau. Thì cái này là người ta làm siêu âm mà người ta để đầu dò, bệnh nhân đi tiểu hết, người ta để cái đầu dò ngay cái đường vô đó, ngay cái ngã môi lớn môi bé đó, người ta nhìn vô người ta thấy đây là cái cổ tử cung, cái thai này làm tổ phía trước, người ta không đưa hẳn đầu dò vô, người ta để ngay đường cổ đó. Và cái này thì một cái thai khác người ta đưa đầu dò vô trong âm đạo luôn, thì đây là cái kênh cổ nó làm tổ ở phía trước một tuần sau. Đó, cái này là nó làm tổ ở cổ và ở cái thành sau, thấy không? Làm tổ ở thành sau tử cung. Như vậy là nếu mà không có vết mổ thì cũng có thể là thai nó sẽ làm tổ, đúng không? Thì cái điều này nó sẽ dựa vào cái tiền căn của cái khai thác tiền sử của bệnh nhân thôi. Thì khi làm tổ ở cổ mà không có vết mổ thì nó có thể làm phía trước hoặc phía sau. Còn nếu mà là vết mổ thì luôn luôn nó bám ngay trong vết mổ để nó làm tổ. Thì rõ ràng đây là một cái vết mổ điển hình bắt con, thì cái gì thấy nó sẽ có chỗ khuyết, và đây là cái vị trí mà thai nó chui vô nó làm tổ đó. Và một trong những cái đặc tính là do cơ chỗ đây nó mỏng, cho nên mình sẽ thấy cái dấu hiệu bulging, tức là nó sẽ phồng ra và nó ép vào trong bọc đái đó, khi cái thai nó lớn lên. Thì đây là một cái mà vết mổ cũ và bây giờ cái thai nó làm tổ. Cái gì thấy là khi người ta phóng đại lên thì rõ ràng là cái cơ này, chỗ cái vết mổ này gần như không còn nữa, thấy không? Nó có dồn sắc và có phôi thai nó đang hoạt động. Rồi bây giờ người ta nói đến cái thai là chỗ trong cơ tử cung, thì người ta mới ghi nhận một số trường hợp trong y văn thôi. Thì cái túi thai bây giờ nó nằm hẳn ở trong cơ đó, thì hình ảnh nó như thế nào? Thì tùy theo cái độ lớn của thai thì nó có thể, đây là một cái biểu hiện là một cái nốt hồi âm dày. Đây là nội mạc tử cung đây, bệnh nhân có thai ngén và người ta siêu âm mình thấy một cái nốt hồi âm dày trong cơ, làm siêu âm thì thấy tăng tươi mau đó. Một trường hợp khác là nó đến cái giai đoạn 2 rồi, cái gì thấy không, nó có giống như cái tumoring á, đây là nội mạc nè, và ở trong cái này nó không là một cái vòng hồi âm trống. Rồi bây giờ người ta đề cập đến thai lạc chỗ ở buồng trứng thì hiếm gặp và nhiều khi gặp mình không biết, tức là mình sẽ thấy rằng là nó cũng là một cái túi thai có tumoring, rồi thì quanh nó là cái mô buồng trứng thì nếu mà trường hợp này nếu mình đẩy đầu dò là cả túi thai và buồng trứng nó sẽ chuyển động cùng đó. Thì đây là một cái trường hợp hiếm hoi trong y văn, người ta ghi nhận được, người ta làm siêu âm qua ngã âm đạo thì đây là cái buồng trứng đó, và đây là cái túi thai nằm trên cái buồng trứng, đúng không? Khi người ta làm Doppler thì mình thấy được cái dấu hiệu vòng lửa quanh cái túi thai. Đây là một cái trường hợp khác, mình thấy rằng là toàn bộ cái lớn này là cái buồng trứng, và trên cái buồng trứng đó nó có một cái vùng hồi âm dày không có đồng nhất, và làm Doppler thì nó có túi máu vòng quanh đó. Thì người ta trên cái lá cắt này mình thấy cái khối này đây, thì cái này người ta mổ ra là một cái thai lạc chỗ buồng trứng. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân trẻ đau bụng, ngày hôm trước đi khám ở Đồng Nai thì người ta nói rằng là rối loạn tiêu hóa, bác sĩ cũng siêu âm cũng chẩn đoán và cho thuốc về uống rối loạn tiêu hóa. Ngày hôm sau bệnh nhân tiếp tục đau bụng, bệnh nhân chạy lên Sài Gòn đi làm siêu âm, mình thấy đây là cái thận, đây là túi mật,
có dịch bằng Morrison. Bây giờ mình cắt ngang cái vùng hạ vị thì mình thấy đây là tử cung, bên phải tử cung nó có cái tumori. Bây giờ thì có phải rối loạn tiêu hóa không? Ừ. Ra là cái gì hết sức cẩn thận khi mà chẩn đoán không ra cái rối loạn tiêu hóa. À, cái viêm dạ dày nè các anh chị, siêu âm mà cái gì nếu mà chẩn đoán được viêm dạ dày thì đừng đến lớp này học, lớp này không chẩn đoán được đâu. À, rồi mình làm siêu âm quang ảm đạo thì mình thấy được cái cục máu đông ở cái túi cùng ruột là, đúng không? Rồi mình làm kiểm tra quang ảm đạo thì mình thấy cái tumoring là nó có vô sắc rồi. Thấy chưa? Mà làm quang ảm bụng mình thấy vô sắc. À, thì tức là cái quang ảm đạo nó tốt hơn. Rồi. Thì lúc đó tôi mới chẩn đoán là thai lạc chỗ ở vòi trứng và nó vỡ rồi cho nên nó mới chảy máu ở trong ổ bụng như thế này. Thì bệnh nhân được mổ cấp cứu, nhưng mà khi mổ cấp cứu ra thì nó lại là một cái thai lạc chỗ ở buồng trứng. Đúng không? Thì bây giờ review lại để coi tại sao mà nó là buồng trứng mà mình không có thấy. Thì là coi lại thì mình sẽ thấy như thế này. Ở trên cái lá cắt qua bụng đó là cạnh cái tumoring này mình thấy được một cái nang noãn. Ở trên cái lá cắt qua âm đạo đó thì nếu coi kỹ lại thì đây là cái buồng trứng. Đó, và cái thai này nó nằm đổ trên buồng trứng. Và nhiều khi cũng khó đó các anh chị, đúng không? Nhiều khi những cái hiếm hoi mình đi tìm không thấy, thì khi nó có là mình nói bậy, đúng không? Thì tất nhiên thì bệnh nhân này vẫn được mổ, nhưng mà về chẩn đoán là không trúng, đúng không? Mình chẩn đoán là vòi trứng nó vỡ, cuối cùng nó là buồng trứng nó vỡ. Cái này người ta viết sai chính tả chút, nhưng mà tôi cắt từ hồ sơ ra cho nên tôi không có sửa. Rồi bây giờ thai lạc chỗ trong ổ bụng thì nó không làm tổ ở vùng chậu nữa, nó lang thang trong ổ bụng và thậm chí nó chui ra sau phúc mạc nó nằm. Thì bây giờ mình sẽ coi một số cái trường hợp. Người ta nghĩ đến lạc chỗ trong ổ bụng khi thấy thai nằm ngoài tử cung, không thấy cơ tử cung chen giữa thai và bàng quang, hoặc là bánh nhau nằm ngoài cái lòng tử cung. Tỷ lệ tử vong của sản phụ có thai lạc chỗ trong ổ bụng cao hơn nhiều so với thai lạc chỗ ở chỗ khác, vì cái tần suất xuất huyết trong ổ bụng nó cao hơn. Vì có nhiều trường hợp thực tế người ta chứng minh rồi, tức là người thai bị lạc chỗ trong ổ bụng và khi mổ ra đó là không thể nào bóc hết cái bánh nhau, và sau đó nó cứ xuất huyết ngay cái vị trí mà cái nhau nó bám đó, và bệnh nhân chết. Thì về cơ chế thì người ta giải thích như thế nào? Nó có thể hình thành theo hai cách. Một á, là nó làm tổ trực tiếp trong ổ bụng. Thứ hai á, là nó làm tổ vòi trứng rồi sau đó nó làm tổ lại ở trong ổ bụng. Sau khi hoặc là cái vòi trứng nó vỡ, hoặc là cái túi thai nó tống xuất qua lò vòi để vào trong ổ bụng. Đó. Tức là nó vỡ và nó làm tổ lại, đúng không? Tức là có trường hợp nó vỡ là cấp cứu không kịp là chết, nhưng mà có trường hợp nó vỡ và nó làm tổ lại luôn để mà. Nhưng mà dù đi nữa thì, nói nôm na đi nữa thì bây giờ sẽ thấy rằng là một cái thai nó nằm trong bụng, đúng không? Và những cái chỗ nó thích bám là nó hay bám vào gan, vào lách, là những cái nơi mà nó giàu tưới máu đó. Hả? Thì đây là một cái trường hợp mà gặp ở bệnh viện Trung ương Huế. Thì cái gì thấy rằng là cái ca này là một cái tử cung trống khi siêu âm qua ngã bụng. À, nên là cái gan đây thì cái túi thai nó nằm ở ngay cái vùng đây là chỗ phân thủy 8, phân thủy 7. À, đi 7, cái gan. Cái kích thước này thì cỡ chừng khoảng thai khoảng là 10, 12 tuần. À. Điều trị như thế nào? Thì có hai cách. Thì ở Sài Gòn này trước đây có một ca ở tỉnh chuyển lên và cái thai nó quý 2 và người ta quyết định mổ. Và khi mổ thì mời bên Chợ Rẫy qua mổ, nhưng mà sau mổ là bệnh nhân tử vong vì không cầm máu được. Còn cái ca ở ngoài bệnh viện Trung ương Huế thì người ta xử lý tốt hơn. Người ta dùng siêu âm để hướng dẫn chích methotrexate vô. Và sau đó cái thai này nó tiêu đi và bệnh nhân sống. Đúng không? Nhưng mà cái này cũng may mắn là vì cái thai này quý 1. Chứ còn nếu mà nó lớn hơn thì tôi không biết, là cũng chưa biết là xử lý ra sao.
Nhưng mà đó, như cái ca mà đưa lên Sài Gòn mổ đó là quý 2, bệnh nhân tử vong luôn, không không có cầm máu được, không cầm máu được. Rồi, đây là một cái trường hợp rõ ràng là cái thận nó nằm sau phúc mạc, mà mình thấy cái thận này nó ứ nước là bởi vì có một cái khối gì đó nó chẹn vào cái niệu quản bên trái. Và coi kỹ lại thì nó là một cái thai này cỡ chừng 8 tuần, làm tổ ở cái cực dưới của thận. Đó. Còn đây là một bệnh nhân nữ trễ kinh 2 tuần, người ta làm beta lên đến 36.000, đúng không? Sau 24 giờ người ta làm lại beta nó không giảm, và người ta quyết định là nạo buồng tử cung. Vậy làm siêu âm không thấy gì hết, người ta nạo buồng tử cung người ta không thấy mô thai, tức là nhiều trường hợp là sảy thai rồi, cái gì em sảy thai tiên phát á, người ta nếu mà sảy thai thì người ta nạo buồng tử cung phải thấy mô nhau, giờ người ta nạo cũng không thấy. Sau sau nạo thì cái beta này tiếp tục tăng thì người ta quyết định mổ thám sát. Như vậy là rõ ràng sau nạo mà tiếp tục tăng thì nó là một cái thai chưa rõ vị trí, đúng không? Người ta quyết định mổ thám sát thì có một cái ít máu ở trong bụng, tử cung phần phụ bình thường, có một cái nang hoàng thể nhỏ ở buồng trứng phải. Tức là chẩn đoán một cái thai không rõ vị trí sau khi mổ ra thì tiếp tục là gì cái gì? Không rõ vị trí tiếp, đúng không? Rồi người ta mới nghĩ đến là hay là nó là một cái u mà nó bài tiết beta HCG. Người ta mới cho làm CT. Thì khi CT thì người ta thấy nó một cái gì đó nó bắt thuốc bất thường ở ngay cái rốn lách. Là như không? Một cái khối gì bất thường rốn lách. Người ta nói chết cha rồi. Siêu âm lại. Siêu âm qua ngã bụng thì người ta thấy nó có một cái tuvoring nó nằm ngay rốn lách. Là như không? Là bởi vì sao? Dân sản á, là làm siêu âm là làm đầu dò không ạ? Không có làm qua được bụng. Đúng không? Đó. Và như vậy thì nó nằm ngay lách mà không thấy. Thấy chưa? Thành ra rằng là cái mà cái gì đừng quên là khi siêu âm phải có siêu âm qua ngã bụng. Bởi vì nếu không làm qua ngã bụng là mình không đánh giá được cái lượng máu mất. Mình làm đầu dò mình thấy dịch ở túi cung ok. Nhưng nếu mà không coi ở dịch ở khoang Morrison thì mình không biết. Tại vì khi mà xuất hiện dịch khoang Morrison là dịch là máu từ lượng vừa cho đến lượng nhiều. Hình dung ra không? Đó. Rồi, bây giờ vừa có thai trong tử cung mà vừa có thai lạc chỗ, cái này cũng hiếm hiếm gặp lắm. Thì bây giờ làm sao mình chẩn đoán được? Thì trên một cái lát cắt là mình vừa thấy được thai trong mà vừa thấy được thai ngoài. Thì chẩn đoán là vừa thai trong vừa thai ngoài, đúng không? Thì mình phải nghĩ đến cái này là gì? Khi mà bệnh nhân có thai trong tử cung mà vẫn đau bụng, siêu âm vẫn thấy tràn dịch màng bụng, đúng không? Ok, một ít dịch ở phụ nữ dù có bầu hay không có bầu mà ở túi cùng là bình thường. Nhưng mà mình làm siêu âm mà mình thấy dịch ở khoang Morrison ở người có bầu là bất thường, đúng không? Dạ. Thế thì bây giờ đây là một cái trường hợp mà vừa có thai lạc chỗ, vừa có thai trong tử cung. Đây là một trường hợp khác, vừa có thai lạc chỗ, vừa có thai trong tử cung. Như vậy là trên một cái lá cắt mình cố gắng lấy luôn cả hai cái túi thai để thuyết phục người ta là vừa có thai trong vừa có thai ngoài. Bệnh nhân này 35 tuổi, hai lần thai lạc chỗ ở vòi trứng trái. Tại sao hai lần lạc chỗ vòi trứng trái? Tại vì lần đầu người ta lạc chỗ cái mộ bảo tồn, cái lần sau nó tiếp tục lạc chỗ bên trái nữa thì lần sau phải cắt luôn. Thì cô này đã có một đứa con rồi. Thế bây giờ bệnh nhân đi khám bệnh viện ấy, thì bệnh viện khác chẩn đoán là thai trong tử cung, nhưng mà bệnh nhân đau quá thì bệnh nhân vô bệnh viện. Thì bác sĩ sản mời tôi coi, thì tôi nói thứ nhất là làm siêu âm qua ngã bụng thì mình thấy có dịch khoang Morrison, đúng không? Làm siêu âm đầu dò thì mình thấy là một cái thai trong tử cung, nhưng mình thấy cái mức dịch dịch ở đây ở túi cục, ở trên là dịch, ở dưới là hồi âm mà kính mờ. Trong cái bối cảnh đau bụng cấp mà có thai thì mình nghĩ nó là gì các anh chị? Là máu. Thế mới ra hai lớp như vậy. Để nhưng mà chưa? Rồi, bình thường có thai không thể nào có dịch khoang Morrison này. Thấy chưa? Như vậy là phải nghĩ đến cái gì? Vừa thai trong vừa thai ngoài, đúng không? Mình đây là cái thai trong, mình đưa cái đầu dò qua bên phải, tại vì bệnh nhân vừa làm vừa hỏi bệnh nhân.
em cái này nó đau sao. Nói bác sĩ ơi, tôi đi khám tôi nói với bác sĩ là tôi đau giống như hai lần thai ngoài trước, mà bác sĩ cứ rồi cũng kết luận tôi thai trong. Tôi nói đúng rồi, chị vẫn có thai trong, nhưng mà đúng là bây giờ chị có thai ngoài, nhưng mà thai ngoài còn cái mọi còn lại á, thì tất nhiên người ta cắt bên trái rồi mà, thì bây giờ nó thai ngoài bên phải. Thì các anh chị thấy đây là một cái xuất huyết ở trong vòi trứng và cái tuberin ở bên phải đây. Bây giờ mình phóng to nó lên, và cái hình ảnh này thì mình cố gắng lấy là vừa có một cái thai trong mà vừa có một cái thai ngoài. Bây giờ thì sau đó thì bệnh nhân cắt luôn cái vòi trứng phải, và cuối cùng cũng được hai đứa con, một trai một gái, đúng không? Nhưng mà giờ hết khả năng sinh đẻ rồi. Bây giờ thông điệp mang về là gì? Hầu hết các trường hợp, thứ nhất là về thuật ngữ, tôi khuyến cáo các anh chị dùng cái từ thai lạc chỗ. Cái thứ hai, 95% trường hợp nó nằm ở cái đoạn từ đoạn kẽ cho đến loa vòi, đúng không? Rồi nếu mà chưa vỡ hoặc vỡ chưa hoàn toàn thì nó có 4 mức độ. Mức độ 1 là một cái khối không đặc hiệu thường có hồi âm dày. Mức độ 2 là mình bắt đầu thấy dấu hiệu vòng ống. Thứ ba là vòng ống có đoạn hoàng. Thứ tư là vòng ống có đoạn hoàng và phôi thai, đúng không? Đó là chưa vỡ hoặc vỡ chưa hoàn toàn. Còn khi nó đã vỡ thì nó ra một cái khối hỗn hợp cộng với tràn máu hoàng bụng. Và cái dấu hiệu hay nhất là dấu hiệu cục máu canh gác, tức là mình sẽ thấy quanh tử cung là hồi âm dày, nhưng mà khoang Morrison là hồi âm trống, đúng không? Tiếp đến, đây là một cái bệnh nhân người Campuchia, 27 tuổi. Bệnh nhân chạy từ Campuchia qua, hỏi tại sao mà không khám điều trị ở bên Campuchia mà chạy qua đây. Bệnh nhân nói rằng là bệnh nhân đi khám hai nơi ở Campuchia thì người ta cho kết quả khác nhau, bệnh nhân sợ quá chạy qua Việt Nam. Mình thấy rằng là có dịch ở khoang Morrison, cái túi mật mỏng, và cái ngách mà giữa lách và thực trái thì lại là hồi âm mặt kính mờ. Như vậy thì cái dịch này mình phải nghĩ đến cái gì? Cái gì? Máu. Bây giờ phải nghĩ đến là máu. Mình làm siêu âm mình thấy cái tử cung nó trống trơn, và nó có một cái khối hỗn hợp nó nằm trước tử cung ở lát hát dọc, đúng không? Mình cắt, đây là siêu âm qua tử cung này, mình thấy cái hồi âm mặt kính mờ ở cuối cùng. Thấy chưa? Đây là cái buồng trứng bên phải, cái buồng trứng bên trái không rõ, nhưng mà nó có một cái khối hỗn hợp mà nó có cái dấu hiệu vòng lửa ở đây, ở bên trái. Rồi chẩn đoán anh chị, chẩn đoán là gì? Cái này chắc chắn là có máu rồi đó, đúng không? Đó, cứ thai ngoài, đúng không? Luôn luôn có hai cái chẩn đoán anh chị. Người ta làm cái bắt đầu cái hematocrit nó xuống rồi nè, cái beta hCre âm tính, hình dung ra chưa? Nang hoàng thể nó vỡ mà nó tràn máu cỡ đó, hình dung ra chưa? Như vậy là mình chẩn đoán có hai cái là thai lạc chỗ hoặc là nang hoàng thể xuất huyết. Thì trường hợp này mổ ra nó là một cái xuất huyết của cái nang hoàng thể, đúng không? Thì cái vấn đề đặt ngược lại á, là cái nang hoàng thể xuất huyết không phải bao giờ cũng phải mổ, bởi vì thường là nó không có mất máu nhiều. Cho nên một trong những cái là mình sẽ làm siêu âm hai cái, qua đầu dò và qua ngã bụng. Nếu mà huyết áp người ta ổn định, không có dịch ở khoang Morrison thì không có lý do gì mổ những cái nang hoàng thể đó hết, mà người ta sẽ truyền dịch và theo dõi lâm sàng. Và 3 ngày nó ổn là cho xuất viện, đúng không? Còn nếu mà nó xuất huyết nang hoàng thể mà nó tụt huyết áp, nó tụt cái hematocrit thì người ta buộc phải mổ. Về cái một cái nghiên cứu về mổ, chỉ định mổ trong nang hoàng thể thì người ta thấy rằng là cái yếu tố nguy cơ quan trọng nhất để quyết định điều trị ngoại khoa đó là dịch xuất hiện dưới vòng hoành, tức là nó bao quanh gan đó. Thì nếu mình thấy dịch nó bao quanh gan thì những cái trường hợp đó phải mổ. Rồi, dịch quanh gan đây các anh chị, lòng tử cung trống, đúng không? Rồi một cái khối cạnh tử cung. Rồi như vậy cái này mình chẩn đoán là cái gì các anh chị? Nhắc lại nha, phải luôn luôn hai khả năng, một là cái thai ngoài vỡ, hai là cái nang hoàng thể nó vỡ nha. Cái đó nó phải dựa vào cái beta để quyết định.
Thì cái trường hợp này người ta làm cái beta nó cũng âm tính thì nó là một cái nang hoàng thể xuất huyết. Rồi, bệnh nhân này cũng đau bụng cấp ở cái vùng hạ vị, người ta làm người ta thấy siêu âm có mức dịch dịch đó ở cái túi cùng. Thế nhưng mà đây không phải là cái dấu hiệu vòng lửa quanh cái túi thai hoặc nào hoàng thể, mà đây là cái gì các anh chị? Đây là cái viêm mủ cái vòi trứng ở bên phải cộng với mủ ở túi cùng, nhớ nha. Như vậy là ngoài cái chuyện thai ngoài ra thì cái hồi âm mà kính mờ này có thể thấy ở trong cái viêm nhiễm phần phụ phụ nữ, nó cũng gây đau bụng cấp, hết sức lưu ý anh chị ha. Rồi, đây là bài học cuối cùng để mình ôn cho ngày hôm nay. Tổng kết lại, một cái bệnh nhân này là đã có tiền căn mổ thai ngoài năm 2016 ở bên phải, và cái kỳ kinh cuối của người ta là 13 tháng 7. Bệnh nhân thử thai thì nó dương tính, nhưng mà đi siêu âm đầu dò thì không thấy thai, mà lâm sàng thì không có đau đớn gì hết, lâm sàng hoàn toàn bình thường. Thế thì ngày 31 tháng 8, bệnh nhân được siêu âm thì tôi lấy trong hồ sơ tôi ghi lại siêu âm qua ngã âm đạo, cái nội mạc nó 15, beta 1900, nội mạc 15 là một cái thai hoàn toàn bình thường, đúng không? Beta cũng phản ứng rất là tốt, nhưng mà vấn đề là bác sĩ không thấy túi thai. Đến ngày 2 tháng 9 thì nó beta nó lên 3003 mà siêu âm vẫn không thấy túi thai, thì bác sĩ chẩn đoán nó là thai chưa rõ vị trí và quyết định mổ thăm dò, và sau mổ thì cho ra một cái chẩn đoán là thai chưa rõ vị trí. Thấy chưa? Thành ra tôi nói bây giờ thời buổi bây giờ tiến bộ rồi, mình không thể nhắc lại nha, chẩn đoán thai chưa rõ vị trí là quay and see chứ không có mổ ra, bởi vì mổ ra chắc chắn cụ không tìm thấy. Hình dung ra chưa? Đó. Thì bác sĩ mới gọi điện thoại hỏi tôi bây giờ cái trường hợp này thì anh tính sao? Bây giờ cho làm CT hay cộng hưởng từ? Thì tôi mới trả lời là chưa có CT mà cũng chưa có cộng hưởng từ mà đưa xuống làm siêu âm lại, hiểu không? À, thì đưa xuống làm siêu âm lại, thì khi tôi siêu âm thì tôi đặt cái đầu dò qua ngã bụng á, thì tôi thấy rằng là khi mà cái đầu dò tôi hơi lệch về bên trái một chút á, thì tôi thấy cái túi thai ở nó nằm cao ở trong tử cung, nó gọi là cái này là angular, tức là cái thai nằm trên góc, hình dung ra không? Như vậy mình cái gì nên nhớ là mình hay cứ để cái đầu dò ngay giữa, nhưng mà nên nhớ cái nội mạc của mình nó hình tam giác, và một trong lý do là mình cắt mình không thấy là mình không chịu dịch chuyển đầu dò vậy đó. Mình cứ để đứng yên cái đầu dò đó mình coi không thấy thôi, trong khi đó cái nội mạc mình tam giác, thai nó nằm ở góc, hình dung hết chưa, và góc nhưng mà vẫn trong tử cung đó, thì cái thai nó nằm ở góc thôi chứ không vấn đề gì đó. Và cuối cùng nó là một cái thai, như vậy mình nói, nhưng mà những trường hợp này mình luôn cảnh giác là mình không có loại trừ cái thai ở đoạn kẽ, hình dung hết chưa, à, để người ta theo dõi. Và sau đó thì cái ca này tiếp tục theo dõi thì cái thai này nó ngừng luôn, cái tuberin này vài ngày sau, cái túi thai này vài ngày sau, nó một tuần sau nó vẫn không thay đổi gì và sau đó nó ngừng luôn. Thế thì nó là một cái thai trong tử cung mà nó bị hư sớm, nó hoàn toàn khác với một cái thai lạc chỗ. Và như vậy thì cái chuyện mổ bệnh nhân có cần thiết không các anh chị? Không có cần thiết nha. Thì điều đó nói tôi đưa lên là một cái bài học thôi. Khi mình làm qua ngã âm đạo thì đây là cái gì thấy đó, cái này nó nằm ở trên cái đoạn góc, thấy không? Nó nằm ở trên đoạn góc đó. Và cái mà quá lắm thì mình chỉ ghi là theo dõi loại trừ với một cái thai ở cái đoạn kẽ bên trái thôi, và cần phải theo dõi đó. Sau đó đó bệnh nhân theo dõi tiếp tục thì nó không thay đổi, rồi cái beta nó tuột xuống, cái cấu trúc này nó không thay đổi kích thước nha. Mình chẩn đoán nó là một cái thai hư sớm. Và nhắc lại như vậy thì nếu mà beta dương mà không thấy thai trong cửa cung, cũng không có thai lạc chỗ, khi mình làm siêu âm qua ngã âm đạo thì người phụ nữ được chẩn đoán là
có thai chưa rõ vị trí và cần được tiếp tục theo dõi cho đến khi tìm thấy vị trí nó làm tổ, đúng không? Chứ không có được ngộ. Rồi, cảm ơn các anh chị. Mình kết thúc bài thứ nhất ở đây, nghỉ giải lao 5 phút.